Suy niệm lễ trò của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền Lời sám hối muộn màng Trong cuộc đời, có những việc trôi qua ta mới thấy hối hận Và có những con người khi mất đi ta mới thấy họ thật cao quý Tình cảm của họ dành cho ta đáng trân trọng Nhưng có hối hận thì cũng đã quá muộn màng Nước mắt thì không bao giờ sửa chữa, được sai lầm điều quan trọng là nhận lỗi chuộc lỗi đền bù và canh tăng mới là điều đáng quý trong cuộc sống không ai hoàn hảo nhưng biết đứng lên sau những lầm lỗi mới là con người đáng quý năm đinh dậu được khép lại với những vụ trọng án xét xử các quan chức ngành dầu khí vinasin những đại gia bất động sản lãi lần tất cả đều kết thúc với lời sám hối muộn màng của các phạm nhân họ xin lỗi chính phủ Xin lỗi nhân dân, họ xin khoan hồng. Điểm đặc biệt là không hề thấy xin lỗi gia đình vì đã làm mất danh dự cho gia đình và gương mù cho con cái. Phải chăng họ nghĩ rằng họ làm tất cả những điều sai trái ấy vì gia đình? Nếu vậy thì lòng sám hối chưa có và càng không hề nhận ra lỗi lầm của mình để sửa đổi hay khắc phục hậu quả. Dù bản án vẫn chưa tội nguyện với nhiều người, nhưng những kết cục là án tù đầy, dành cho nhóm quyền lực dầu khí cũng là lời cảnh báo rúng động và sâu sắc nhất đối với những người có vị trí nhưng chưa biết sống tử tế, chưa biết tự vấn lương tâm để sống theo luân thường đạo lý. Kẻ làm điều xấu sẽ bị luận tội. Công lý luôn hiện diện trong mọi thời. Không ai có thể che được bầu trời mãi. Thiên Chúa sẽ đòi lại công bằng cho con người. Người sẽ lật đổ người quyền thế và nâng cao kẻ khiêm nhường. Người sẽ mang lại công lý và hòa bình cho dân người. Thế nên, dù là ai cũng hãy sống là người tử tế để tâm hồn luôn bình an trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay, ngày lễ tro như muốn nhắc nhở về thân phận mỏng giòn của kiếp người. Thân phận bụi tro rồi cũng trở về bụi tro. Kiếm tìm công danh sự nghiệp rồi cũng có ngày buông tay để trở về với bụi đất vung khoén của cải trần gian rồi cũng ra đi với hai bàn tay trắng quá mải miết tìm kiếm danh lợi thú để rồi cũng có ngày nuối tiếc khi phải ra trước tòa án để nói lời sám hối muộn màng cuộc đời thật vắng nhưng con người lại chẳng vui hưởng hiện tại mà lao công vất vả tìm kiếm những thứ chẳng trường tồn khi nhìn nhận sự mong manh của kiếp người sẽ giúp chúng ta biết sống thanh thoát với cõi trần. Đừng vì danh lợi thú mà làm điều sai trái, trái với đạo đức, trái với lương tâm. Đừng tưởng rằng mình trường sinh nên lao đầu vào đại hội trần thế chỉ để bon chen, vui chơi, trụy lạc. Đừng gieo vào cuộc đời những ngang trái, bất công và tội lỗi khi nhìn nhận thân phận mỏng giòn của kiếp người cũng mời gọi chúng ta hãy đấm ngực ăn năn về những lạc lối của kiếp người hãy nhớ rằng mọi sự là phù văn hãy ăn năn trước khi quá muộn hãy sám hối và sửa lại hướng đi trước khi trở về với bụi đất lời bài hát của cha kim long như vẫn tha thiết nhắc nhớ chúng ta hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro một mai người sẽ trở về bụi tro ước gì mỗi khi chúng ta cúi mình nhận lãnh những hạt tro không chỉ là hành vi sám hối mà còn là dịp để nhìn nhận thân phận tro buộc của mình một thân phận thật móng giòn nên hãy biết sống cho trọn ý nghĩa của kiếp người một thân phận mong manh sớm nở chiều tàn như lồi hoa nên hãy sống có ý nghĩa với giây phút hiện tại xin chúa giúp chúng ta biết sám hối về những lạc lối của mình và hoàn thiện mình thay vì chỉ mãi miết chạy theo thế trần. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền